mời các bạn xem tiếp phần 2. Chúc các bạn xem phim vui vẻ nhé. Khi Bentis điều khiển học, chaise longue, ghế dài, đó là bởi vì tôi lớn lên trong những khu vườn của cung điện hoàng gia. Tôi được gọi là người quạ. Cô dâu của tôi là một con chim có chồng giỏi quý tộc. Cô ấy chỉ ăn đồ thừa từ bếp hoàng gia mà thôi. Tôi đoán là cô không phải người vùng này. Không, tôi là khách đi qua đây. Cô có vẻ đang gặp rắc rối lớn. Hãy nói với tôi rắc rối của cô. Tôi là một con chim đáng tin cậy. Tôi sẽ giúp cô nếu có thể. Clara, Clara, em sẽ bị rớt mỏ vì bất ngờ mất thôi. Cô gái này tên là Gerda. Người họ hàng của tôi, chim ác là những kẻ đưa chuyện chuyên nghiệp. Cô ta kể với tôi về cô, Clara, và đó không phải tất cả đâu. Hóa ra anh chàng cây đó là vị hôn phu của công chúa. Không, cây là một cậu bé giản dị. Nhưng vị hôn phu của công chúa, cũng là giản dị. Công chúa đã chọn anh ta, chỉ vì anh ấy nói chuyện rất mạnh dạn với công chúa. Tên hoàng tử của bạn là gì? Tên anh ấy là Điện Hạ. Tôi phải đi nói chuyện với hoàng tử. Và nếu đó là cây, tôi sẽ bảo cậu ấy viết thư gửi về nhà cho bà của tôi, để nói với bà là cậu ấy khỏe và hạnh phúc. Rồi sau đó tôi sẽ về nhà. Tôi e cô không được phép bước vào cung điện. Chúng ta nên làm gì? Cô có phải là một cô bé can đảm không? Gerda, tôi rất sợ con ếch, nhưng đó là tất cả những gì mà tôi sợ. Chúng tôi sẽ giấu cô ở tầng áp mái nhé, và đưa cô vào cung điện hoàng gia khi đêm xuống. Hãy nắm lấy cổ chân tôi và giữ chắc bằng tất cả sức lực của cô. Cứ ở yên phía bên phải. Đừng vượt qua đường kẻ này để làm gì? Nhà vua đã trao cho con gái của người và vị hôn phu của cô ấy một nửa vương quốc. Ông ấy đã chia cung điện ra là hai phần rất cẩn thận. Phía bên phải thuộc về hoàng tử và công chúa, còn phía bên trái là của nhà vua. Tốt hơn hết là ta cứ cẩn thận mà ở phía bên này thôi. Cái gì vậy? Đó là ảo ảnh trong mộng của các quý bà. Họ mơ rằng họ đang tham dự dạ phủ. Còn chúng thì sao? Đó là giấc mơ của các hiệp sĩ. Họ mơ mình đang đi săn. Thế còn kia, giấc mơ của những người tù trong ngục tối của hoàng gia. Họ đang mơ rằng mình đã phá bỏ xiềng xích và giành lại được tự do. Ô, đó là cái gì vậy? Tôi không biết. Chúng ta nên trốn đi. Thế là đủ rồi, ta chán chơi đua ngựa rồi, thế còn trốn tìm thì sao? Chờ chàng hãy đến 100 đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Sao cô lại trốn ở đây? Cô bé, ô, hoàng tử. Tôi nhìn thấy ngài và rồi bật khóc. Tôi ghét phải khóc trước người lạ lắm. Tôi không phải người hay khóc nhè. Lui ra đi, cô ấy muốn ở một mình. Khóc trước mặt người lạ khiến cô ấy xấu hổ. Để nến xuống và đi đi. Sao cô lại khóc khi cô nhìn thấy tôi? Tôi là một người bình thường, giống như cô vậy. Elsa, lại đây nào, nói chuyện gì đó để an ủi cô ấy đi. À, người công dân và chư hầu yêu quý của ta, sao nàng lại nói chuyện với cô bé theo kiểu hoàng gia thế? Ta cực kỳ xin lỗi, giờ thì kể với ta đi. Cô bé, có chuyện gì thế? Tôi khóc bởi vì ngài không phải là cây của tôi, tên ta là Klaus. Nhưng sao em lại buồn về chuyện đó? Em biết rồi. Nhớ câu chuyện về cơ đơ và cây mà quả nói với chúng ta chứ? Tên em là cơ đơ à? Vâng. Chúng ta phải giúp cô bé, nghĩ cách gì đi. Vâng. Em đang suy nghĩ, em biết rồi. Chúng ta sẽ làm cho cô ấy một món quà làm bằng ri băng xanh, để cô ấy cài lên váy, đính thêm cúc bằng ngọc trai và những nút thắt hình hoa hồng. Thật ngọt ngào, nhưng ngốc nghếch. Bây giờ, em định đi đâu? Em sẽ đi về phía Bắc Cực. Em sợ rằng bà Chúa Tuyết đã đưa cây đến đó. Này quả, các ngươi hãy đi đến chuồng ngựa và nói với họ chuẩn bị dây cương cho 4 con ngựa và một cỗ xe ngựa đặt tên của ta, làm bằng vàng. Tại sao phải làm bằng vàng? Nó sẽ rất nặng và chạy chậm lắm. Nặng nhưng xa hoa. Được rồi, thế thì làm bằng vàng. Chờ đã, chúng ta sẽ lấy găng tay lông, một cái mũ và một cái áo cho em. Em biết đấy, ta có 489 cái áo choàng trong lần thống kê cuối cùng. Hãy chắc chắn là không lấn vào phía bên nhà vua. Bên phải ấy, một trong những tổ tiên của chị đã làm thế và chết trong đêm. Eric Đệ Tam, kẻ giết con rồng trắng. 300 năm trước, ông ta đã giết cô của mình và ông ta không bao giờ vượt qua được chuyện đó. Ta đoán thế. Ông ta đấy, ông ta luôn luôn thay đổi vị trí. Nếu ông ta xuống phòng, đừng chú ý đến ông ta. Cảm ơn rất nhiều, Elsa. Rất cảm ơn, Klaus. Mọi người thực sự rất tốt với tôi. Nửa đêm. Bây giờ ông tổ của cô ấy sẽ xuất hiện. Ta nên làm gì? Ông ta đây rồi. Ồ, ông ta đang bước đi. Chào buổi tối, ông tổ phụ. Cái gì? Ai cơ? Ô, xin đừng nổi giận. Thần chắc rằng người đã có một lý do tốt cho việc giết người. Tranh cãi với cô của người. Người nghĩ ta là Eric Đệ Tam, kẻ giết con rồng trắng. Người không phải à? Không, ta là Eric thứ 23. Ngài đã giết người bao giờ chưa? Ta đoán là ngươi đang đùa. Ngươi có biết rằng khi ta tức giận, thậm chí cả lông trên áo choàng của kẻ thù ta cũng dựng đứng lên không? Xin người đừng giận. Thần không định làm phiền người, nhưng thần chưa bao giờ gặp một con ma và thần chỉ đơn giản là không biết nói chuyện với họ như thế nào. Nhưng ta không phải là ma, ta là đức vua, cha của công chúa Esla. Ô, tha tội cho thần, thưa đức vua. Thần đã bị nhầm lẫn, ngươi chỉ là một đứa trẻ thiếu hiểu biết, không sao đâu. Nào, hãy nói chuyện đi. Thứ lỗi cho thần, nhưng thần không thể tiến đến gần hơn. Nếu ta ra lệnh cho ngươi thì sao? Thần không được phép rời phía của công chúa. Lại đây, không, thần không thể. Ta ra lệnh cho ngươi qua đây, không, thần không đâu. Nào lại đây. Thần xin ngươi đừng quát mắng thần. Trong những ngày vừa qua, thần đã trải qua rất nhiều thứ, đến nỗi thần chẳng cảm thấy sợ là gì nữa. Thần chỉ cảm thấy hơi khó chịu thôi. Ngươi là một cô bé rất can đảm.
Ta thích những người can đảm. Đưa tay cho ta, đừng sợ. Này, quân lính. Thế là ăn gian, thế là không công bằng. Bịt tai lại, lùi ra. Ngươi nghĩ là ngươi đang làm gì vậy? Sỉ nhục ta như thế, trước mặt quân lính của ta. Còn người thì sao? Kéo tôi qua đây. Thưa bệ hạ, thần chẳng làm gì cả. Người muốn gì ở thần? Ta không biết. Ngươi đã đúng. Xin lỗi. Làm ơn. Không có gì. Thưa bệ hạ, ta biết ngươi đang đi tìm một cậu bé tên là Cây. Đúng vậy. Thưa bệ hạ, ta sẽ giúp ngươi. Đây là những chiếc ván trực tuyết thần kỳ. Chúng sẽ rất hữu dụng cho việc tìm kiếm của cô. Nhìn đi. Tiến lên. Không tồi, ha. Ngươi nên có chúng. Vua thì cũng có trái tim mà. Ngươi không tin ta sao? Ngươi thú vị lắm đấy. Nhìn này. Ta đi đây. Ta đi đây. Chúc ngủ ngon, cô bé yêu quý. Thế nào? Chờ thì ai thắng? Ngươi quên rằng trong cung điện có những cái cửa bí mật sao? Tóm lấy nó. Tóm lấy nó. Người phải tự cảm thấy xấu hổ. Thưa đức vua, bịt tai lại, giải tán. Đó là một nỗi nhục nhã cho một vị vua. Một vị vua có quyền phản bội khi ông ấy muốn. Trả lại ván trượt cho ta, thần tất nhiên sẽ trả. Thần sẽ không chấp nhận bất cứ thứ gì từ người đâu. Trở lại với chủ nhân của ngươi đi. Được rồi. Nhưng ta ước rằng ngươi lịch sự hơn chút. Thôi nào. Thôi nào, từ bỏ đi, ta phải bắt ngươi vào ngục. Tại sao? Ngài cố vấn tài chính cứ khăng khăng thế. Ông ta ở đây sao? Ta nghĩ là ông ta đã theo dõi ngươi kể từ khi ngươi rời khỏi nhà. Đồng ý đi mà. Ta đang chìm trong nợ nần với lão cố vấn. Ta đang nằm trong tay hắn. Nếu ta không bắt được ngươi, hắn sẽ hủy hoại ta. Hắn ta sẽ ngừng vận chuyển băng và rồi chúng ta sẽ không còn kem để ăn nữa. Hắn ta sẽ không vận chuyển thép nữa và các nước láng giềng sẽ đánh bại chúng ta. Ta cầu xin ngươi, hãy làm tù nhân của ta. Ta sẽ dành cho ngươi căn ngục tốt nhất ta có. Ta có. Không. Một vị vua thì phải A. Lạnh lùng như tuyết, B. Cứng rắn như đá, em mạnh mẽ hơn gió bắc. Xin hãy giải thích tại sao nó vẫn chưa ở trong ngục. Bởi vì nó đang ở bên phần đất của công chúa. Đức vua quá mềm yếu với nó. Để thần kết thúc chuyện này. Không, chưa kết thúc được. Ông cố vấn, thả tay con bé ra. Làm sao ngươi vào đây được? Tôi đi theo ngài, gọi lính gác đi. Không được di chuyển. Cái súng đó không bắn được đâu. Hắn chẳng bao giờ thèm cho thuốc súng vào. Đừng động đậy, bệ hạ. Nếu như tôi bỏ thuốc súng vào rồi thì sao? Thần giả bảo là nó chưa được nạp mà. Nhưng hắn nói là có. Ta sẽ băm nhỏ tên vệ sĩ không mời này ra. Grieber, Grabber, Booms.
À, chờ thì sang bên của vua đi, ngay lập tức, không thì ta sẽ giết hắn. Được rồi, tôi sang đây. Họ muốn giết bạn của tôi. Đức vua đã ngán chân chú ấy. Cha cứ đợi đấy, con sẽ nghịch ngợm hơn bao giờ hết cho cha xem. Cha sẽ nhìn thấy cả một cầu vồng rắc rối. Ô, ta hứa sẽ không bao giờ làm thế nữa. Xe ngựa tới rồi. Để tỏ lòng kính trọng, ta sẽ ban cho các ngươi một dải truy băng xanh, chuông và các cúc áo hình hoa hồng cùng kiếm danh dự. Thật là một vinh dự lớn, cảm ơn rất nhiều. Chú sẽ bắt kịp cháu sau, cơ đơ. Thôi đi, ông cố vấn, tôi khuyên ông nên để chúng tôi yên. Chữ lời khuyên đó cho mình đi, tên điên. Ông thua rồi, ông cố vấn. Trò chơi này chưa kết thúc đâu. Người kể chuyện. Ta nghĩ là họ đã bình tĩnh lại rồi. Ai đó muốn gặp bà. Ông muốn gì? Tôi muốn gặp tướng cướp. Chính là ta đây. Là bà. Sao thế? Sao ngươi lại không nói nữa? Kể từ khi chồng tôi qua đời bởi một trận cảm lạnh, tội nghiệp ông ấy. Ông ấy rất tuyệt vời. Ta tiếp quản công việc kinh doanh một mình. Nếu ông đến làm phiền ta, thì tốt hơn hết, ông nên có một lý do chính đáng. Nếu không thì ông sẽ phải chết. Ta có vài chuyện làm ăn bí mật, muốn bàn bạc với bà. Lui đi, nếu bà quan tâm, thì vài chiến lợi phẩm lớn sẽ là của bà. Một chiếc xe ngựa làm bằng vàng ròng và đá quý sẽ chạy qua con đường này, được kéo bởi 4 con ngựa được tuyển chọn từ những con tốt nhất của nhà vua. Ông nói là nó làm bằng vàng. Đúng thế. Vì vậy, nó chạy rất chậm. Ai ở trong đó? Một cô bé. Có quân lính không? Không có. Ông muốn phần nào của chiến lợi phẩm? Đừng có ra điều kiện mà tôi không thích. Nếu không tôi bắn ông đấy. Ta chỉ muốn con bé. Nó chỉ là một đứa bé, một cô nghèo khổ. Bà không được lấy tiền chuộc cho nó. Tôi đồng ý. Này chúng bay. Mang ống nhòm lại đây. Hắn ta nói thật. Một chiếc xe bằng vàng. Ra đây mau. Chuẩn bị đi. Sao thế? Đến đêm rồi à? Có chuyện gì thế? Thời gian ngủ trong trại hiếm lắm. Ra đây mau. Lũ lười biếng. Tao thắng đôi ủng của mày rồi nhé. Tập hợp lại.
hai lần hai là bốn người chết. Bất cứ kẻ qua đường nào, hãy coi chừng, chỉ một từ và mi thành xác chết. Mi cũng thế, cũng toi luôn. Chúng ta cướp bóc, chúng ta đâm chém, chúng ta đâm chém. 6 lần 6, đó là gia tài của 36 người. 7 lần 7, đó là 49 tên nhà buôn. Cảm ơn các bạn đã xem phim hết phần 2. Các bạn xem tiếp phần cuối nhé. Cảm ơn các bạn đã xem phim trên kênh Nguyễn Lam Trúc nha.